Và sau đó Bắc Lê xin mời tất cả các anh chị cùng lắng nghe nhạc phẩm được mang tên Mùa Xuân Của Mẹ của Trần Trình. Xin tất cả các anh chị cùng lắng nghe. Thank you.
sang xuân quán mùi mãi nở đầu đây dù lạc loài chơi khi xưa những ngày bên lửa chưa xa bên hồng quay quần bên nhau nghe mẹ kể chuyện ngày xưa mẹ ơi con hứa con sẽ trở về dù cho xuân đã đi qua dù cho em từng bay về nhà dẫu gì rồi con cũng về chỉ bên mẹ là mùa xuân rồi con cùng về chỉ bên mẹ là mùa xuân.